baby. Mình cũng dẫn theo cái lũ thổ phỉ này đi chơi. Mà xuống vườn rồi thì không dám vô hái, tại vì sợ vừa quay vừa hái thì tụi này nó phá nát vườn luôn. Nên phải ở trên đây trông tụi nó và nhờ anh nông dân hái giùm. Bình thường ở trên phố không à, hôm nay cho xuống dưới vườn chạy nhảy cho tăng cơ bắp. Với lại tinh thần của tụi nó cũng vui hơn nữa. Còn đây là súp lơ baby vừa mới hái nè, tươi rói luôn. Thì hôm nay mình hái những cây nhỏ về ăn thôi. Hái luôn lá, tại vì tươi nên là xem như nguyên cây này là mình về không phải lặt gì hết. Ăn luôn cả bông lẫn lá, vì dinh dưỡng ở lá không kém bông. Còn đa phần là khi mà giao hàng cho khách thì mình lặt lá bớt ra ngoài, chỉ giao bông thôi, cho nhẹ cân. Con Rocha ăn súp lơ baby nè. Rocha rất là thích súp lơ baby luôn. Ăn ngấu nghiến, nhóc 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 nhóc. Bé màu đen này tên là Tom Ford. Tom Ford trong nước hoa Tom Ford, Tom Ford Noi, Tom Ford Luxury. Trong ba bé thì bé này ăn nhiều nhất. Bác sĩ bảo phải ăn ít lại, tại vì đang có nguy cơ bị béo phì. Mấy bé sướng được ăn rau tươi trong một cái khung cảnh hết sức là yên bình và mát mẻ ở Đà Lạt. Bé Tham Pho ăn ngấu nghiến luôn, nhai suốt luôn, chưa bao giờ thấy đưa gì mà nó không ăn hết. Rocha. Còn đây là bé Rocha. Rocha cũng là một thương hiệu nước hoa nổi tiếng. Bé Rocha thì được 2 tháng tuổi rồi và bé có vẻ rất là hào hứng với súp lơ baby. Bữa nào có sầu riêng cho mi ăn sầu riêng tiếp. Cái view này mà có thêm nồi lẩu rồi vài lon bia nữa thì chắc không còn gì phải nói nữa. Nuôi mấy cháu để mấy cháu lớn lên canh vườn, mà tình hình này không biết là có nên đặt niềm tin vào mấy cháu không nữa. Tự nhiên thấy mất niềm tin với thế giới quá. Còn đây là cháu Sushi. Chú Sushi này rất là thích ăn các loại rau và rất là thích đào đất. Đâu mà xuống nhà tao, xuống tao mày sao? Đúng không chứ? Hai. Nhà bé quá nên lâu lâu cũng phải dẫn mấy cháu ra vườn chơi, rồi lâu lâu đi dạo bờ hồ chơi. Có khi thì vào hồ Tuyền Lâm kiếm mấy cái chỗ đất trống rộng cho tha hồ chạy nhảy. Thật ra cún nó cũng như mình, mỗi đứa một cái tính cách khác nhau. Mà nói chung là ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, được yêu thương, rồi tập thể dục chạy nhảy thường xuyên thì tinh thần sức khỏe của nó cũng rất là tốt. Còn có mấy đứa thì ở nhà nhiều quá, mà nhiều khi chủ đi nhiều á, chủ không ở nhà trò chuyện hay là bên cạnh nó nhiều á, nó sẽ bị tự kỷ. Thật ra hôm nay chủ yếu dẫn mấy cháu đi chơi, đi dạo phố. Tại vì hôm nay trời mưa quá, hôm nay được ngày nắng thì chở mấy cháu đi chơi. Còn đi hái súp lơ baby chỉ là phụ thôi, vì trước đó mình cũng đã quay rồi. Rocha. Rocha chào tạm biệt mọi người nha.